Mặc dù mới chuyển lên chơi chuyên nghiệp từ giữa năm 2012, thế nhưng Patrick Cantlay đã gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Với 8 chiến thắng trên PGA Tour, 1 chiến thắng trên Conference Tour, cùng với nhiều lần cán đích top 10 tại các giải Major, cho thấy một Patrick Cantlay đầy sức sống và nhiệt huyết để chinh phục các giải đấu trên PGA Tour. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống chơi golf tại California, ông nội của anh có biệt danh là Big Pat, là một vận động viên chơi golf chuyên nghiệp và cũng là người truyền cảm hứng lớn nhất cho Cantlay. Ngay từ nhỏ, Patrick Cantlay đã được ông nội tạo điều kiện cho tiếp cận với golf. Ông đã cho xây một sân golf nhỏ ngay phía sau nhà của mình và tạo cho anh một thói quen là ngày nào cũng phải tập luyện golf. Năm 2013, Cantlay đã có cho mình chiến thắng chuyên nghiệp đầu tiên tại Columbia Championship trên web.com Tour. Anh có thẻ thành viên PGA Tour từ năm 2014, nhưng thi đấu không thành công và mất thẻ thành viên, lý do chủ yếu bởi anh phải điều trị chấn thương. Năm 2017, Cantlay đã giành lại thẻ PGA Tour sau khi về nhì tại Vanspa Championship. Tháng 11 năm 2017, Cantlay có danh hiệu PGA Tour đầu tiên tại Shriners Hospital of Children Open ngay sau khi đánh bại Alex Chayka và Kim Wimin ở hồ đấu playoff. Bắt đầu từ đây, Patrick Cantlay liên tiếp có được thành công với các chiến thắng như Memorial Tournament 2019, JoJo Championship 2020. Mùa giải 2021 đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Patrick Cantlay khi giành được 3 chức vô địch trong năm. Anh bảo vệ thành công chức vô địch Memorial Tournament, tiếp đến là chiến thắng ngoạn mục trước Bryson DeChambeau sau 6 hố playoff tại BMW Championship. Hai tuần sau đó, Cantlay vô địch Tour Championship. Patrick Cantlay cũng có cho mình một tấm vé tham dự Ryder Cup 2021. Bước sang năm 2022, Cantlay có thêm cho mình hai danh hiệu nữa là Zurich Classic of New Orleans và anh trở thành golfer đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch BMW Championship. Mặc dù chưa có danh hiệu major nào, nhưng Patrick Cantlay là minh chứng sống cho việc cứ nỗ lực rồi thành công sẽ đến sau những khoảng thời gian khó khăn vì chấn thương.